Xin chào tất cả bạn. Hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2020. Vâng, chuẩn bị bước sang năm mới 2021 rồi. Thảo Dược Người Dao tiếp tục gửi đến các bạn, chia sẻ cho các bạn một chút cái thông tin, một chút cái hình ảnh về sâm đương quy cho các bác. Bác nào có nhu cầu về sâm đương quy hãy liên hệ cho tôi qua số điện thoại 0374988027 hoặc là Zalo. Vâng. Thưa các bác là hiện tại thì vườn tôi còn sâm đương quy loại khoảng 3 củ, 4 củ. Vâng. Đây, còn khá là nhiều. Vâng, sâm đương quy loại 3 củ, 4 củ một cân, giá rất là rẻ thôi các bạn ạ. Vâng, đây. Đây chính là sâm đương quy này các bác này. Vâng. Đây. Hôm nay tôi ra đào 25 ký cho khách, mới đào được gần một nửa thôi. Tôi tiếp tục like cho các bạn xem một chút về hình ảnh sâm đương quy thực tế tại vườn nhá các bác nhá. Đây, đây chính là vườn sâm đương quy đấy ạ. Vâng, lên luống quy củ. Đây này các bác này. Vâng, đây tất cả những cái sâm này gọi là đồng giá. Vâng, củ này khoảng 4 lạng. Vâng, củ này khoảng 4 lạng này. Rất là đẹp luôn này các bác này. Đây các bác. Vâng, đây là sâm đương quy. Đây, củ này thì khoảng 5 lạng này. Rất to luôn. Đây, cho bác xem chút rễ này. Đấy, đẹp chưa. Đấy, bác nào không cần ngâm đương quy để làm cảnh để trưng bày thì các bác có thể mua những cái củ sâm dạng khoảng 4 củ 5 củ như này. Vâng, 4 củ 5 củ một ký, nó vẫn chất lượng là như nhau. Vâng, trong cùng một cái thời gian, chỉ còn ngặt mỗi chỗ là nó không lớn được. Đấy, nó không lớn nên là nó hơi bé đấy, nhưng mà khoảng 4 củ 5 củ một ký nhá các bác nhé. Vâng, đây rất là đẹp luôn này các bác này. Đấy, giá thì rất là hợp lý, rất là rẻ. Đây, sâm đương quy đây các bác này. Vâng, đây đẹp chưa. Đây, cho các bác xem một chút là sâm đương quy trực tiếp tại vườn này, tôi vừa đào xong. Cũng rất là tiếc, vừa nãy tôi đào một cái củ, nó khoảng rơi vào khoảng 7 lạng, 8 lạng, nhưng mà nó bị đứt mất rễ. Thế là giá của nó lại khác đi. Vâng, rất là tiếc. Đây này các bác này. Đấy, sâm đương quy đẹp chưa. Rễ của nó đây này. Đấy, bác nào có nhu cầu về sâm đương quy để mà ngâm rượu uống ngày Tết thì liên hệ em nhá. Em ở Lai Châu. Vâng, liên hệ Zalo hoặc là số điện thoại 0374 988 027. Vâng, em ship toàn quốc cho tất cả các bác. Vâng, bác nào có nhu cầu thì hãy lấy gọi cho em. Đảm bảo là sâm đương quy nhà em cực kỳ thơm luôn. Vâng, đây là các bác này. Đấy, tôi chỉ loay một chút như này thôi, còn hơn một nửa số sâm còn chưa đào. Hy vọng là các bác sẽ ủng hộ tôi. Vâng, cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.